Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Vì sao Triệu Lệ Dĩnh tiêu chiến thua Diệu Phi, nhiệt ba ở thành tích phim? Trong bảng xếp hạng phim Hoa ngữ có chỉ số truyền thông cao nhất trong 2 năm qua, từ 2020 đến 2022, đã được công bố, khán giả không khỏi bất ngờ vì những cái tên hot như Triệu Lệ Dĩnh, Tiêu Chiến là để thua Lưu Diệu Phi, Địch Lệ Nhiệt Ba. Cụ thể, vào dịp cuối năm, bảng xếp hạng phim Hoa ngữ có chỉ số truyền thông cao nhất trong 2 năm qua, từ 2020 đến 2022, đã được công bố, trong đó nhiều cái tên nổi bật xuất hiện ở thứ hạng cao. Dựa vào bảng xếp hạng có thể thấy, Bom Tấn, Mộng Hoa Lục của Lưu Diệu Phi và Trần Hiểu là tác phẩm có chỉ số truyền thông cao nhất với 95,61 điểm. Đứng ở vị trí thứ hai là 30 chưa phải là hết, 2020, do Đồng Dao, Giang Sợ Ảnh, Mao Hiểu Đồng đóng chính. Riêng Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh của Dương Dương, Địch Lệ Nhiệt Ba được ở vị trí thứ ba với chỉ số truyền thông là 93,88. Trong khi đó, tác phẩm của Nhậm Gia Luân, Đàm Tùng Vận, Cẩm Y Chi Hạ cũng đạt chỉ số truyền thông khá cao, 92,67. Năm 2022, một số bom tấn như Thương Lan Quyết, Tinh Tháng Sáng Lạng cũng là những tác phẩm nổi bật xuất hiện trong top 20 phim chỉ số truyền thông cao nhất từ năm 2020 đến năm 2022. Dựa vào bảng xếp hạng có thể thấy, việc Mộng Hoa Lục đứng đầu chỉ số truyền thông là điều không mấy khó hiểu bởi phim có sự góp mặt của Lưu Diệu Phi sau thời gian vắng bóng. Ngoài ra, tác phẩm còn được khen ngợi nhiều về tạo hình nhân vật, độ ăn ý của dàn sao chính. Phim ra mắt, phim tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ và được khán giả bàn luận rôm rã. Bộ phim cũng mang về cho Lưu Diệu Phi giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan điện ảnh truyền hình Macau. Trong đó, Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh tuy không là tác phẩm đột phá của Địch Lệ Nhiệt Ba, nhưng thành tích phim khá tốt, thường xuyên xuất hiện trong nhiều bảng xếp hạng lớn nhỏ của phim Hoa ngữ. Thêm nữa, màn hợp tác của Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương cũng được khen ăn ý. Trong bảng xếp hạng, Hư Phỉ của Triệu Lệ Dĩnh chỉ xếp ở top 11, trong khi Đấu La Đại Lục của Tiêu Chiến cũng chỉ đứng top 8. Tuy nhiên, điều này không phải khó hiểu, bởi Hư Phỉ không phải là tác phẩm đột phá của Triệu Lệ Dĩnh trong 2 năm qua. Phim bị chê kỹ xảo kém, nữ diễn viên cũng thiếu ăn ý với bạn diễn là Vương Nhất Bác. Tuy nhiên, hai bộ phim cuối năm 2022 của cô là Hạnh Phúc Đến Vạn Gia và Gió Thổi Bán Hạ lại mất hút ở bảng xếp hạng này. Điều này cũng gây tranh cãi ít nhiều. Tuy nhiên, theo lý giải của một số khán giả, có thể thời điểm cập nhật, thống kê điểm hai bộ phim của Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa nằm trong danh sách tổng hợp. Riêng Đấu La Đại Lục cũng không phải là bom tấn thật sự tốt của Tiêu Chiến. Phim bị chê bai về tạo hình, nội dung kém thu hút, tác phẩm gây chú ý chỉ vì vai diễn Tiêu Chiến thủ vai. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.